nó tụt vô vô tụt theo ấy. Bà trên hậu bê hai trong mình không. Dạ hả? Cố nè. Chào. Chào rồi. Ồ. Mới mà ai mình vô. Gia đình tôi được nhập vô cái đoạn xe đó đó. Là xe nó chở Việt Kiều về Việt Nam. Nhưng mà còn ở trên Gò Sạc xa lắm. Còn xa lắm mới tới Việt Nam. Thì lên đoạn xe đó người ta chở. Người ta chở xuống một cái địa danh ở tên là Cọc Cô à, là nó nằm ở bên bờ biển Hồ á. Thì khi xe tới đó đó, rồi mình mới xuống xe thì mới thấy là ghe thuyền nó đậu tấp nập ở dưới sông á, ở dưới bờ sông á à, thì người ta bên ban tổ chức như kêu họ Hương á, người ta mới sắp xếp cho mọi người cho lên ghe à, đủ thứ loại ghe, ghe bầu, ghe chài, ghe gì đủ thứ hết á. Thì người ta sắp xếp cho lên mấy cái chiếc ghe đó để người ta kéo về Việt Nam đó. Thì cũng chưa có đi liền, cũng nằm chờ đó để mà người ta đi gom góp bà con Việt Kiều lại. Tại thì ở tùm lum la ở trên, ở vòng quanh cái biển Hồ á. Thì trong lúc đó thì mình ở đó thì mình nấu cơm, nấu gì ăn rồi nghỉ ngơi ở trên bờ á. Thì bà con trong cái nhóm người Việt Kiều hồi hương ở lúc đó đó, là chỉ có gia đình tôi là ốm vô ốm nhách à. Bà con người ta thấy gì người ta tội nghiệp á, người ta cho khô cá lóc, khô cá tra, khô cá sủ. Thì lúc đó thì người ta thấy mình tội nghiệp, người ta cho gom hết, ai cho cũng lấy. Rồi tới khi mà bà con người ta nấu cơm ăn á, ta đem cái sủ ra người ta làm ăn á, cái người ta chặt cái đầu với cái bụng với cái đuôi bỏ, thì người ta bỏ tôi lượm. Người ta thấy vậy người ta mới cho khô cái mình cũng lấy. Mà tới mà người ta làm ăn mà người ta nấu người ta làm khô mà người ta chặt, tại vì dân biển Hồ người ta ăn nhiều quá, người ta ngán. Cái đầu cá thì nó cũng chả có cái gì ăn, còn có bụng thì nó mỡ, ăn nó mau ngán với cái đuôi. Thì tụi tôi thấy, tôi thấy vậy là người ta chặt bỏ nhiều, tôi lượm bỏ vô bao hết nhiều à. Thì nói chung mình bị đói, mình bị ám ảnh. Các bạn biết không, thì thấy cái gì ăn được mà người ta bỏ là mình lượm, mình cắt. Nhưng mà lúc đó thì mình không có ăn ba cái đầu cá, bụng cá này nọ thì mình không có ăn, tại vì người ta cho khô nhiều á, mình ăn mấy cái khô kia thôi. Thì lúc đó là hiếm đồ tươi lắm, toàn đồ khô không. Rồi trong cái ban tổ chức đó người ta phát gạo cho nữa. À, thì khi mình đậu trên bờ thì còn đậu ở bờ thì mình nấu ăn ở trên bờ. Còn nếu mà tàu chạy giữa sông á, thì giữa biển Hồ á, thì mình nấu ăn trên ghe luôn. Cái này là cơm với dưa leo cho cái xóm này. Ở đây xóm này có 4 hộ, chắc có 4 gia đình. Cái dưa leo này á, là tốt nhất là làm ngâm muối á. Để thư là việc sợ thẻ âm dưỡng á. À nó mặt mà trên tớ á nè. Nè ú khlàn dì ta nơi á. Chân hãy tục ai con á. À là buồn nè nó đã trô ruộm nè thẻ muối nè tới xua lên nè. Thank you.
dừa leo á để làm dừa ngâm muối. Cái này ở trong hẻm kẹt nước rồi đó nha bà con. À, quên nữa, cũng vừa mới nhận được một số tập viết rồi viết với cái bản của bản viết bản tường đó của anh Hồng, anh Chí Hùng ở Sài Gòn gửi cho nữa. Cái đó là chắc cũng phải dạy ban ngày nữa mới đi phát được, phát cho mấy cái trường dạy chữ Khmer cho các em á. Cái đó tới mùa hè lắm. Thì kể tiếp cái vụ chạy giặt biên đỏ nha bà con. Cho tới giờ phút mà tụi tôi bị biên đỏ nó dời làng đó, có nghĩa là nó di chuyển mình đi tiếp. Cái vấn đề mà dời làng này, tôi nghĩ bây giờ á, tôi nghĩ lại chắc cái đó là do thiếu, do nạn đói. Thì Khmer Đỏ mới đưa dân đi lên vùng Bắc Đồng Bon. Mà trong cái cuộc di tản đó là chỉ di tản những người chạy di tản từ các nơi khác tới thôi, chứ dân địa phương thì không có đi. Tới lúc gia đình tôi xuống tới Cà Cô thì cũng được sắp xếp vô trong ở trong một chiếc ghe. Cái ghe đó là ghe bầu mà đông lắm, ở trong chiếc ghe nó chịu không nổi, con nít nó nóng nực nó khóc rồi. Chỉ có mấy phụ nữ, người già và trẻ em ở trong đó thôi, còn thanh niên thì ở ngoài không à. Rồi có nhiều người bệnh hoạn gì nằm la lết ở trong đó. Thì tụi tôi cũng ở đó, ở tại Cà Cô đó cũng mấy ngày vậy đó. Khi đoàn ghe chạy ngang thủ đô Nam Giang, mình nhìn ở dưới sông, mình nhìn lên bờ thấy nhà lầu nhà gì với mấy chiếc xe du lịch đó, rồi nó bắt đi, nó chặn, nó giữ lại nguyên một bãi xe luôn đó, mà không có ai hết. Còn là thành phố thì vắng que, lâu lâu mới thấy người mặc đồ đen đi tới đi lui ở trên bờ. Chạy ngang cái chỗ cái xưởng làm nước ngọt á, nơi mà hồi lúc tôi chạy ra đó là tôi ngủ tại chỗ đó, là ngủ bên xác chết đó mà mình không hay. Tới sáng lên mới biết mình ngủ chung với xác chết. Thì cái đó là cái hãng làm ở hãng nước ngọt Mirinda, thì đi ngang nó cũng thấy giống que. Lúc mà ghe chạy về Sài Gòn, về Việt Nam thì phải đi ngang cái sông Bốn Mặt. Rồi dọc đó mình thấy cái thành phố Phnom Penh giống que, hoang tàn. Tới khi mà đi tới sông Bốn Mặt á, là cũng chiều rồi, phải tấp vô để đậu để cho bà con xuống nấu cơm. Thì ở bên kia sông á, ngay sông Bốn Mặt á, thì cặp vào sông đó lên mình bà con nấu ăn, thì mình đứng bên đây mình nhìn qua thấy thành vua vắng tanh như cái thành phố chết, mà nó là cái thành phố chết chứ như gì nữa. Sáng tới giờ có ăn gì chưa hả? Sáng tới giờ có ăn gì chưa?
đứa nào ăn rồi đâu hả? Đứa nào ăn rồi? Vô vô nè. Nè. Ừ. Ai miên có bộ tiền như sao? Nè. Ờ anh em miên tua sắp tiền vui. Nó sẽ sát. Hả? Nè. Nó nguyên chai mau vô cho hay tư. Anh ấy bỏ bên nào chụp ông ấy nè. Ta sọ thì ăn mấy phóng chân ăn phóng. Đấy chai hôm nay biết ăn không? Hả? Ấy à tiếng nó à trái tiếng à nó tới hai cái chlôi nó vậy hả đời ăn miên ăn khơi nhà chlôi nhá chăm à nó hốt tới hai viên tinh mỡ à nát vía nè hô vậy à cha ác côn nè anh ấy thấm ấy nè à cha vô à cha ác côn ấy nè Mấy cha à con nào nữa à phụ thông thông mặt cha. Vì sự con tên nào ấy. Nè tốt ở viên mùi. À lâu bà lai. Nè. Vô à ta sọ nâng vô tư thư ta sọ phải ăn. Dạ. Cháy trong ban ấy. Vô cái kê ơi mà cái chóp dẫn lên nè. Hãy vô ạ. Anh ấy ban được vô thôi tôi sợ thế mẹ. Anh ấy toàn ban bài. Đấy ban đấy. Ban hai hả? Tôi hổ cả lại anh cười chung chung cái này hộp ăn anh thọt tình mới. Hả? Anh ấy? Anh ấy miên là chôm ôi mai với nâng. Cái hộp mát nè. Hộp tầm một crop bì crop bài á nè. Anh chạy bằng. Cái nào xong? Mai hả vậy?